sẽ giới thiệu cho các bạn một cái món ăn rất là đặc sắc tại khu nghỉ dưỡng Thiền Tông mà có thể có nhiều người chưa được thưởng thức món này. Đó là món gà ta nướng với bún khoáng. Đó, chúng ta biết là bún khoáng thì cũng có nhiều tác dụng, những cái bổ sung những cái khoáng chất cho tốt cho cơ xương khớp và cuộc sống, rồi có những cái chất làm giảm stress, giảm căng thẳng thần kinh, làm cho đẹp da vân vân, rất nhiều tác dụng của bún khoáng. Vì bún khoáng đã được chứng minh từ lâu rồi, và đó là có từ thời cổ đại Hy Lạp lịch và đã được ứng dụng ngay cả vào khu vực điều trị về phục hồi chức năng cho những bệnh lý về cơ xương khớp. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ được coi quy trình chế biến, chuẩn bị chế biến cũng như là nấu làm nước cái món gà ta với lại nướng với lại bún khoáng, một cái món rất là đặc biệt khi tới Thiền Tông. Thì nếu mà tới Thiền Tông mà chúng ta mà không có đặt món này thì rất là lòng hổng đấy. Đó, chúng ta cho nên hôm nay tôi sẽ giới thiệu cái món gà ta nướng với bún khoáng. Đó, thì chúng ta thấy đây, chúng ta chọn nguyên liệu đó là hai con gà ta. Đây chúng ta chọn con khoảng ký mấy. Đây, gà ta nhìn thì rất là tươi ngon. Đó, chúng ta làm mà đây, hai con gà ta nhìn thấy là chúng ta thấy là rất là hấp dẫn, nhìn là chúng ta là muốn ăn luôn rồi. Đây, đó, chúng ta thấy đây hai con gà đây. Đó, vậy là đây là một cặp, chúng ta thấy đây là vừa một con trống và một con mái, vậy là một cặp gà. Đây, chúng ta chọn hai con gần như bằng nhau. Rồi bây giờ nguyên liệu là gà chính, đó là gà ta này. Thứ hai là chúng ta làm nhân, thì nhân ở đây chúng ta thấy đây, đó rất là ngon. Đây là lòng gà này, được xào với lại nấm mối, nấm hương, rồi xào với măng tươi, rồi chúng ta bỏ thêm xả, lá chanh, ổi. Đó, nhìn này rất là hấp dẫn đây, chúng ta nhìn này rất là hấp dẫn. Ớt chúng ta nêm gia vị và chúng ta xào lên để chúng ta bỏ vào ở phía trong con gà đây, và chúng ta trước khi chúng ta nướng trực tiếp gà lên qua đây, chúng ta thấy đây rất là hấp dẫn. Đó, đây nấm mối, nấm hương này, măng tươi, xả ha, lá chanh, rồi lá ổi. Đó thì rất là hấp dẫn. Ớt đây chúng ta nhìn này cực kỳ hấp dẫn luôn, và xào với lòng gà để chúng ta làm nhân khi mà chúng ta muốn nướng cái món gà ta nướng với bún khoáng. Đó, đây là nhân. Rồi bây giờ chúng ta chuẩn bị nguyên liệu xong, chúng ta bắt đầu cho nhân vào. Đây xung quanh đây là có hai khán giả này cũng đã kinh nghiệm nấu ăn cũng đã 6-70 năm này, kinh nghiệm nấu cho nên ra đang theo dõi cái món này để chút xíu có thể cho những khán giả chấm điểm để xem cái món này nó ngon đến mức độ nào. Và đây là một món rất là đặc biệt, gà ta nướng với bún khoét. Đó, bây giờ chúng ta thấy nhân đây ha, và chúng ta bắt đầu chuẩn bị gà xong, chúng ta làm sạch bún khoáng có gà. Đây chúng ta làm sạch hết ruột ở đây, chúng ta lấy ruột và gà chúng ta xào với lại nấm mối, nấm hương, rồi xả, rồi lá chanh này, lá ổi này ha, và măng tươi. Đây chúng ta làm, bây giờ chúng ta cho những cái đây ruột chúng ta nhét vào đây ha. Đó chúng ta nhét đây, chúng ta thấy đây này, đó và chúng ta nhét vào đây để chúng ta làm ruột và mồi nướng lên đấy. Ngoài cái độ ngọt của cái con gà ta mà được nướng bằng là bún khoáng thì cái nhân này cũng rất là ngon, và chúng ta ăn thấm được cái độ ngọt của con gà. Nhìn thôi mà chúng ta đã muốn ăn rồi, chứ chưa đến rồi chúng ta đã nướng. Nên chúng ta cố gắng chờ chút xíu để chúng ta nướng xong, con gà nó sẽ thơm ngon nè. Đây chúng ta nhét vào nha, xả đây, xả chúng ta cũng nhét vào luôn. Chúng ta thấy nhân này làm như thế này mới ngon này. Đó, măng tươi, rồi nấm mối, nấm hương, đây chúng ta nhét vào sau đó. Đó ha, trong này có cả lòng gà xào nữa, chúng ta nhét vào đây. Còn nếu mà chúng ta muốn ăn món này khi mà tới Thiền Tông, chúng ta phải đặt ít nhất là từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ, chứ không có thể nhanh được, tại vì chúng ta còn nướng nữa, chúng ta làm nhân, chúng ta còn nướng nữa. Sau khi bỏ cái này xong,
ta sẽ may lại ha. May không? Đây cái kim chỉ may đây, chúng ta may lại hai đầu ha. Đây. Đó, chúng ta biết lại hai đầu. Đây chúng ta may may cái đầu của nó ha, đây. May biết lại luôn. Chúng ta may lại để biết sao không, khi mà may như vậy để cho nó thấm thì là cái ruột ở bên trong á ha, là cái nhân á, cái nhân mà chúng ta vừa nhét trong á là nó thấm sâu vào. Đây là chúng ta chuẩn bị hai con gà xong rồi. Đây chúng ta chuẩn bị xong ha, gà đây chúng ta chuẩn bị hai con gà, một con gà trống và con gà mái và nhân. Thì khi mà sau khi chúng ta làm sạch rồi, chúng ta lấy cái lòng gà ra, rồi chúng ta xào với nấm mối này, nấm hương tây bắc này, xào với măng tươi, rồi chúng ta cho thêm xả, chúng ta thêm lá ổi, lá chanh vàng và ớt vào, và chúng ta có cái nhân chúng ta nhét vào gà. Sau khi nhét vào gà xong, chúng ta lấy dây chúng ta may lại đây, chúng ta biết hai đầu này đó, để cho khi mà nướng với bún khoáng ấy, thì thịt thứ nhất là bún khoáng là thôi, thịt gà rất là ngon, rất là thơm ngọt. Thứ hai là cái nhân ở bên trong nó thấm vào gà nữa, nên là rất là ngọt, ngọt cho nấm mối này, ngọt do nấm hương tây bắc này, cộng với những cái gia vị của chúng ta là đó. Đây hai con gà chúng ta chuẩn bị xong. Thì sau khi chuẩn bị xong thì đục vào phần gà đây, chúng ta lấy lá chuối chúng ta ủ lại đây, chúng ta bọc con gà này ha. Đây, chúng ta sẽ bọc kỹ con gà này. Ta có thể lấy rất nhiều lá chuối để bọc lại, để khi mà chúng ta khoan bùn lên ha. Chúng ta bọc kín nó lại. Đó. Sau khi mà chuẩn bị hai con gà xong, chúng ta vừa chuẩn bị nhân nhét vào gà xong, thì chúng ta bọc lá chuối là chúng ta buộc chặt lại, buộc chặt lại lá chuối. Và sau khi buộc chặt lá chuối thì chúng ta lấy đây bùn khoáng ha. Đây bùn bùn chúng ta bùn là sẽ đặt như thế này, chúng ta đắp lên. Đắp nó phủ hết cả những lồng gà này. Chúng ta phủ hết lên luôn. Đây phủ nó rất là nhuyễn và rất là dính. Đây chúng ta khoan lên. Chúng ta phủ kín con gà này. Đây chúng ta bắt vài con gà. Wow. Rất là hấp dẫn ha. Đây chúng ta thấy. Đây chúng ta phủ hết toàn bộ đất. Đây chúng ta lấy gà ủ nước khoáng. Sau khi gà đã làm sạch xong lòng gà thì chúng ta làm xào với lại nấm mối, nấm hương tây bắc, rồi xào với măng tươi, rồi chúng ta bỏ xả, lá ổi, lá chanh và chúng ta làm nhân. Và làm nhân xong rồi đây chúng ta nhét vào bún khoáng đây. Đây là giai đoạn chúng ta đang chuẩn bị than hồng, than thật là đỏ như thế này để mà chúng ta nướng. Tầm nướng rất sét là chúng ta cần phải nhiệt độ rất là cao thì nó mới thẩm thấu vào bên trong cái gà, nó mới chín được, và nó thẩm thấu đất khoáng nó sẽ giữ lại cái độ ngọt tinh khiết của gà, cũng như làm cho cái nhân gà mà chúng ta làm bằng lòng gà xào với nấm mối, xào với nấm hương tây bắc và có cả măng tươi ở trong đó, và những cái lá gia vị trong đó như lá chanh, rồi lá ổi, xả và ớt ở trong đó, để mà làm cho cái độ ngọt của cái nhân nó sẽ ngọt hơn và nó thấm vào con gà nhiều hơn. Chúng ta chỉ cần nhiệt độ rất là cao, và cho nên chúng ta phải chuẩn bị than, than phải là nóng, cái than mà nóng ít quá thì nó lại không có thấm vào, tại vì cái lớp bùn rất là dày. Đây, sau khi chuẩn bị bếp xong, chúng ta lót một tấm lá chuối mỏng ra, chúng ta để gà nướng gà. Đây, ha, để cái đất sét ở đây. Đây, chúng ta rồi. Con gà thứ hai, chúng ta tiếp tục đổ con gà thứ hai lên đây. Chúng ta nướng. Nó cần phải lửa lớn. Rồi thì sau khi mà chúng ta
Gà ta này được bọc bằng bùn khoáng, được làm nhân bằng nấm mối, rồi đóng hương tây bắc này, rồi măng măng tươi cộng với một số gia vị nữa. Thì sau khi nướng 3 tiếng đồng hồ, chúng ta nhớ nướng 3 tiếng đồng hồ, chúng ta mới nướng được ra con gà như thế này. Bây giờ khô, bây giờ chúng ta này bóc bùn, bây giờ nó đã khô cứng hết rồi, nó bùn khoáng, nó khô cứng và chúng ta còn cái này đây. Đây chúng ta thấy bùn, bùn lần đầu khét chúng ta thấy còn tươi, còn vẫn dính chệt sệt, và bây giờ nó đã khô cứng hết rồi. Và chúng ta tháo ra đây, chúng ta thấy lá chuối cũng cháy luôn, nó sẽ có giữ được cái vị ngọt của bùn gà ha. Đây rất là nóng, nóng quá trời nóng ha. Đây đây đây, đây. Chúng ta tháo đây đó. Chúng ta nghe từ đầu chúng ta thấy rồi, bùn bọc rất là dày của cái lá chuối, rồi chúng ta bọc thêm của cái một cái lớp dày của bùn khoáng. Và bây giờ đây, đây là gà nữa, đây gà thấy đó, nhìn rất là hấp dẫn đúng không? Đây, đây là hấp dẫn, đây cực kỳ hấp dẫn. Đây chúng ta thấy gà rất là ngon. Đây chúng ta thấy thịt rất là ngon. Đây đây thịt gà, đây nó trắng ha. Đó, bây giờ chúng ta cùng chia ra để mọi người cùng thưởng thức. Mọi người nhớ nha, khi mà tới Điện Tâm có thể đặt những món này, nhưng mà có thời gian lâu mới làm kịp, chứ còn nếu không là mình nướng mất 3 tiếng đồng hồ rồi, chưa tính thời gian còn mình còn chế biến nhiều thứ nữa. Đây rất là nóng, nóng hổi luôn, thế là nóng luôn, thế là nóng luôn, đó thế là nóng luôn, thế là nóng luôn. Đây 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 chúng ta thấy đây rất là ngon ha. Nếu cả gia đình chúng ta đi cầm cái này ăn thì cực kỳ luôn, cũng không thua gì chúng ta ra trong vòng rừng để mà đây thịt gà này cực kỳ ngon đây. Đó đây có cái mùi gì đó, mùi thơm quá, quá thơm, rất là ngon luôn. Đốt đây mà thì con này ăn là chúng mừng. Đây chúng ta thấy cái đồ gà nhìn rất là ngon. Đây đó, ngon cực kỳ ngon luôn, rất là thơm đó. Đây quá trời nóng quá. Đây nó chín thịt gà, nó chín mà rất là thơm, vừa chín mà rất là thơm. Đây rất là nóng, tại vì chúng ta nướng tới 3 tiếng đồng hồ, bây giờ chúng ta mới tháo ra, cho nên cái sức nóng đó mà mình ủ trong này rất là lớn. Thấy thịt chín hết đây, thịt chín đều hết luôn này, rất là ngon. Nếu mà chúng ta ăn cái này rất là ngon, ngọt lắm. Quá trời ngon luôn. Không biết cũng hai con gà ở đây. Đây là chén sạch cái một con. Tôi đưa chén cho tỉnh review cái nhân nấm mối. Đây là đây. Bên kia có mà. Ngon quá. Đây cậu nhân thì ngon quá. Không ăn này không quá. Mang nấm mối. Đây. Đây mọi người cùng thưởng thức đại gia đình cùng thưởng thức đây. Đây. Gà nướng bùn khoáng nhân được làm bằng nấm mối, nấm hương tây bắc, là hai đặc sản, hai loại nấm cộng với măng tươi, cộng với chúng ta có thể bỏ thêm lá ổi, lá chè,
nữa, thơm mà rất là ngọt, chúng ta cầm cái đùi gà cực kỳ ngon luôn. Chưa bao giờ ăn được một cái đùi gà mà nhìn nó thơm mà nó ngon như vậy. Hay em sẽ review cho mọi người thấy nha, nhân này quay các bạn cái đang rất là nóng à. Cái nát rất nhiều đây nó đang băng cái bụng lấy nhân quá lạ nóng quá. Tại vì cái đồ nóng nó ẩm tới 3 tiếng đồng hồ lận. Ồ, nhân chúng ta thấy nhân được làm bằng lòng gà. Rồi xào với nấm mối, xào với nấm hương, xào với nấm mối, nấm mối, nấm mối.